MB4 thì là chiếc xe đầu tiên của mình. Chiếc xe VF MB4 là chiếc xe thứ hai của em ạ. Đây là chiếc xe đầu tiên của em. Thực ra đây là chiếc xe thứ tư của mình rồi. Chiếc xe MB4 này là chiếc xe thứ ba của mình. Thứ nhất là VF34 là một cái dòng xe điện đầu tiên của Việt Nam và do VinFast sản xuất. Mình thì mình rất ủng hộ hàng Vin. Nhất là mình đã sở hữu một con Lux SA bản full cũng lấy đợt đầu luôn. Nên khi Vin ra cái xe điện thì mình ủng hộ. Và sắp tới thì VF9 ra mình cũng là người ủng hộ. Trước tiên để chọn cái xe này, lý do đầu tiên là em là rất thích công nghệ. Đấy, thứ hai là sau khi xem rất nhiều review ở trên mạng review về chiếc xe này thì em rất là phân khích. Đấy, thì đâm ra là em quyết định ngay sau khi công bố đấy. Hôm nay 4 tháng 3 nên là ngay hôm nay là em đặt xe luôn con xe này. Cái lý do thì thực ra nó đến cũng rất là tình cờ khi mà VinFast lại cho ra một con xe thông minh. Hai vợ chồng em thì lại là vợ chồng trẻ nên là rất là thích những cái đồ điện tử thông minh. Theo em thấy ưu thế của chiếc xe MB4 này thì là nó khởi động nhẹ nhàng hơn, đi nhẹ nhàng hơn và cảm thấy êm hơn, tiếng ồn cũng ok hơn ạ. Cảm xúc lần đầu tiên mình chạy xe điện là xe điện thực sự rất êm, không có tiếng động cơ và cảm giác thoải mái. Trước đây là em đi con xe i10 của Hyundai thì khi mà trải nghiệm cái con xe VinFast này em thấy nó rất là êm ái. Đấy, về cái động cơ cực là rất là thích luôn ạ, đi rất là mượt. Đấy, cái thứ hai nữa là cái phần nội thất cũng khá là đẹp. Xe điện thì sự khác biệt rõ rệt chứ. Động cơ xe điện thì không có tiếng động cơ, êm hơn, độ tăng tốc nó cũng tốt hơn. Cái cảm giác lái, cảm nhận nó cũng khác xa xa. Rõ rệt luôn, nhất là trong thời điểm mà xăng đang tăng như này thì mình đi xe điện mình thấy rất tiết kiệm. Em cảm thấy rất là gia đình mình rất là may mắn vì đã có cái sự lựa chọn đúng đắn khi mà chọn chuyển sang dòng xe điện trước khi mà cái bão giá sẽ tăng lên như vậy. Tính đến hiện tại, từ khi nhận xe thì gần như là em không còn để ý đến giá xăng dầu. Tuy nhiên thì khi ngồi với những người bạn cùng sử dụng xe nhưng mà chạy ra xăng, người ta trao đổi đấy rất nhiều thì em cảm thấy là khi mình lựa chọn này một lựa chọn rất là đúng đắn và rất là hợp lý và tuyệt vời ở cái thời điểm hiện tại. Chung là các sản phẩm tiếp theo của VinFast thì hiện tại đối với như chiếc xe MB4 mình đang sử dụng thì những chiếc xe sau thì mình mong muốn là có cải thiện hơn về cái chất lượng pin này, quãng đường đi và cái phổ biến chạm sạc rộng hơn nữa để cho người dùng có thể thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Em có mong muốn là vì đây là sạc điện nên em mong muốn là có nhiều dịch vụ chạm sạc hơn và nếu mà có thể chạm sạc ở nhà được ạ. Thì là em mong muốn là ở nhà có luôn một trạm sạc ạ. Thực tại thì mình đi xe điện VinFast VF MB4 cũng đã rất tốt rồi. Hy vọng phần mềm sẽ mượt mà hơn và sẽ có nhiều cập nhật tính năng sản phẩm tốt hơn.